Chào các bạn, chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải bài số 24 nguồn điện, sách bài tập vật lý 11, sách kết nối thức nhé. Câu số 1. Kết luận nào sau đây đúng khi nói về tác dụng của nguồn điện? Dùng để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện trong mạch ha. Các em chọn câu A luôn. Đây chính là tác dụng của nguồn điện. Câu số 2, kết luận nào sau đây sai khi nói về suất điện động của nguồn điện? Thì suất điện động của nguồn điện á, là đặc trưng cho khả năng thực hiện công của luật lạ. Ha. Các em chú ý là lấy tỷ số vũ công của luật lạ chia cho độ lớn của điện tích quy thì chúng ta ra được suất điện động của nguồn điện. Nha. Công thức này chúng ta phải lưu ý. Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện là đúng này. B là suất điện động của nguồn điện được đo bằng thương số A chia Q. A chính là công của luật lạ làm dịch chuyển điện tích quy. Trong công thức này á, Q là độ lớn của điện tích quy nha các em. Nếu mà Q dương á thì chuyển động theo chiều ngược chiều điện trường. Ví dụ như trong trường hợp là điện trường ở hai cực của nguồn điện là âm dương thì lúc này luật lạ sẽ làm cho điện tích quy dương này chuyển động ngược chiều điện trường. Trong đó lực điện trường chính là lực cản nha các em. Lực điện trường là lực cản, còn lực lạ sẽ là nó sẽ thắng được cái lực cản đó. Lực điện này. Lực lạ này. Lực lạ này lực là do tác dụng hóa học, do những cái phản ứng oxy hóa khử ở các điện cực và của dung dịch bên trong. À. Đơn vị số điện động là volt rồi, là hiển nhiên rồi, là đơn vị của hiệu điện thế luôn, cùng đơn vị. Số điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng tích điện này không phải rồi. Đặc trưng cho khả năng tích điện là điện dung của tụ điện là cái này không phải. Câu số 3, biểu thức tính công của nguồn điện có dòng điện không đổi. Biểu thức tính công của nguồn điện nha, là công của nguồn điện chứ không phải là công của dòng điện. Và công của nguồn điện thì em có thể rút từ chỗ này ra. Thì bằng E nhân Q bằng số điện động nhân Q, mà Q thì bằng I nhân T với dòng điện không đổi ha. Như vậy các em có là EIT. Câu 4. Khi nói về nguồn điện thì phát biểu nào sai? Mỗi nguồn điện sẽ có hai cực luôn ở trạng thái nhiễm điện khác nhau. Cái này cũng hợp lý đúng không? Nhiễm điện trái dấu đó, nhiễm điện khác nhau. Mỗi nguồn điện có cấu tạo để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện trong mạch. Đúng rồi. Chức năng của nó là tạo ra hiệu điện thế, duy trì dòng điện. Để tạo ra các cực nhiễm điện thì cần phải thực hiện công để tách và chuyển các electron hoặc ion dương ra khỏi điện cực. Lực này gọi là lực lạ ha. Đúng. Đây là câu D. Nguồn điện là pin có lực lạ là cái lực nó không cùng bản chất với lực tĩnh điện nha các em. Cái lực nó lực lạ nó không giống như lực tĩnh điện nha. Thì sai. Câu 5, nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai cực bằng cách nào? Nó tách cái electron ra khỏi nguyên tử và chuyển electron và ion dương ra khỏi các cực của nguồn điện. Các em chọn câu A luôn ha. 5A. Câu 6. Câu nào sau đây sai? Số điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện. Hợp lý. Số điện động của nguồn điện được xác định bằng công suất là sai rồi. À, bằng công chứ không phải là công suất được. Vậy là câu này sai luôn ha. Chọn ngay luôn. Câu số 7. Công của nguồn điện là gì? Công của nguồn điện là lượng điện tích mà nguồn sinh ra. Cái này không hợp lý rồi. Công thì không thể nào lượng điện tích được. Lượng điện tích là nói là điện lượng chứ không phải là công ha. Công của lực lạ này các em. Công của nguồn chính là công của lực lạ làm dịch chuyển điện tích bên trong nguồn. Câu B. Câu 8. Số điện động nguồn điện một chiều E bằng 4V, công của lực lạ làm dịch chuyển một điện lượng 5 mC giữa hai cực bên trong nguồn là bao nhiêu? Các em tính công A thì bằng gì? A thì bằng E nhân Q đúng không? E bằng E nhân Q. E là 4 này, Q là 5 mC là 5 × 10^3, nghe 5/1000 đó, bằng 20 × 10^3 Joule. Các em chuyển về milijoule là bằng 20 milijoule. C.
Câu 9, ắc quy số động là 12V. Sinh công A là 720J để duy trì dòng điện trong mạch trong thời gian là T là 1 phút. Các em tính cường độ dòng điện chạy qua ắc quy khi đó. Các em có thể dùng công thức là A bằng E nhân Q nhân T. Hay gọi là A bằng E nhân Q đó. Xin lỗi, E nhân cho Y nhân T nhé. Từ đây các em có thể rút ra được cái Y ha. Y rút ra là bằng A chia cho E nhân T. 720J chia cho 12 nhân cho 1 phút là 60 giây nha. Bằng 1, xong có 1 ta. Mười hai volt 720J để duy trì rồi cường độ dòng điện chạy qua ắc quy này là 1A nha, không có đáp án kìa. Câu số 10, một ắc quy đầy điện có dung lượng là 20A nhân giờ, biết cường độ dòng điện mà nó cung cấp là 0,5A, tính thời gian sử dụng, thời gian sử dụng của ắc quy là bao nhiêu? Ở đây các em chú ý cái 20A giờ chính là cái điện lượng nha các em. Đó là IT, đó là điện lượng. Chúng ta có điện lượng. Như vậy chúng ta có V bằng IT. Đến đây các em sẽ tính được cái thời gian sẽ bằng Q chia Y. Q là 20A giờ chia Y là 0,5. Như vậy nó sẽ bằng 40 giờ. À. Thời gian sử dụng ắc quy là 40 giờ. Các em chọn câu B. Mười một, số điện động của nguồn điện là đại lượng được đo bằng thương số giữa công của lực lạ tác dụng lên điện tích quy dương. Quy dương từ cực âm đến cực dương trong nguồn điện và độ lớn ha, và độ lớn của điện tích đó. Vậy là câu 11 là D đầy đủ nha. Em nhớ E bằng A chia Q. Câu 12, khi mà dòng điện chạy qua đoạn mạch nối giữa hai cực của nguồn điện thì các hạt mang điện trong mạch chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực gì? Thì chắc là lực lạ đúng không các em? Bên trong nguồn điện là dưới tác dụng của lực lạ. Câu C. Từ. Khi dòng điện chạy qua mạch ngòi mà. À xin lỗi, cái này mạch ngòi. Chạy qua đoạn mạch ngòi nối hai cực nguồn điện thì các hạt mang điện trong mạch chuyển động có hướng dưới tác dụng của điện trường mới đúng. Cái này mạch ngòi không phải là bên trong nguồn. 13. Khi dòng điện chạy qua nguồn điện á, thì các hạt mang điện ở bên trong nguồn chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực lạ. Thì câu này mới là lực lạ này. 14. Một nguồn điện có số động E, công của nguồn là A, độ lớn của điện tích dịch chuyển là Q, mối liên hệ giữa các đại lượng này. Chúng ta có A bằng Q nhân E, A bằng Q nhân E. 15. Cho mạch điện như hình 24.2, trong đó số động là 1,2V, điện ở trong 0,5 ohm, mạch ngòi có R1, R3 là 2 ohm và R2, R4 là 4 ohm, tín hiệu điện thế giữa 2 điểm AB. Các em chú ý là tín hiệu điện thế giữa hai điểm A và B nha. A đây, B. Điện thế giữa hai điểm AB mình sẽ tính là bằng đoạn AN cộng cho NB. Mình đi tính AN và NB nha. Vậy là mình phải tính dòng điện mạch chính đi để mình tính được cái dòng điện qua R4. Rồi mình tính y mạch chính ha. Muốn tính y mạch chính thì chắc chắn mình phải tính R tương đương ha. Tại vì từ công thức định luật ôm các em biết là y nó bằng y trên R ngoài cộng R trong. Như vậy mình phải tính cái R ngoài. Thì bây giờ mình xét nhìn đoạn MN nó có R1 và R2 mắc nối tiếp này. Do đó thầy có được R12 bằng R1 cộng R2 nhé. R1 cộng R2 2 cộng 4 6 ohm. Tiếp tục cái R12 nó lại song song với R3. Như vậy mình sẽ có được R123 hay gọi là RMN. RMN chính là bằng tích R chia tổng R, nghĩa là bằng R12 nhân R3 chia R
R12 cộng R3. R12 là 6 này, R3 là 2, chia 6 cộng 2. Vậy là 12 phần 8 bằng 1,5 ôm. Có được cái RMN rồi thì chúng ta sẽ tính được RAB hay là RMB đó, rồi tương đương đó, rồi ngồi đó. Rồi ngồi sẽ bằng RMN cộng R4, tại vì nó đang nối tiếp với R4. 1,5 cộng cho R4 cộng 4 bằng 5,5 ôm. Như vậy các em sẽ có được cái y mạch chính nha. Y mạch chính nó bằng Y4 luôn. Nó bằng Y qua MN. Này, dòng nó chạy qua cái nhánh MN này bằng nhánh NB, chính là nhánh Y4 đó. Thì bằng E là 1,2 chia R ngoài cộng R trong, 5,5 cộng 0,5 bằng. Vậy là 1,2 mà chúng ta chia cho 6. 12 chia 6 là được 12 chia 6, 12 mà chia cho 6 được 2, vậy là bằng 0,2 A. Đó là dòng mạch chính là 0,2 A các em. Tiếp theo thầy sẽ tính được cái gì? Để tính được UAB thầy phải tính được cái dòng đi qua, dòng qua cái nhánh này nè và nhánh này, đúng không? Thì bây giờ mình tính UMN trước đi, để mình tính cái dòng qua nhánh R3 trước đi. Chúng ta có UMN. U thì bằng R của MN nhân cái dòng Y của MN, đúng không? Mình tính có nghĩa là cả cái cục MN này chính là một cái điện trở thôi. Dòng IMN sẽ bằng RMN là bao nhiêu? RMN chính là bằng 1,5 nhân IMN chính là nhân 0,2 cho 1,5 nhân 2 được 3 là bằng 0, 1,5 nhân cho 2 là 0,3 V. Như vậy thì sẽ tính được cái gì? Cái I3 nghĩa là dòng điện qua R3 thì bằng UMN chính là U3. Nhớ nha, song song thì UMN bằng U3 bằng U ở hai đầu nhánh 1,2 luôn à. Chia R3. 0,3 chia cho R3. R3 là 2. Chưa? 3 chia được 1,5. Vậy là 0,15 A. Chính là dòng qua cái R3. Từ đây thầy sẽ tính được cái dòng qua cái R2 nha. Do đó dòng qua R2 chính là I2 bằng 3 R1 bằng I1 luôn. Thì nó sẽ bằng dòng mạch chính là 0,2 trừ đi dòng đi qua cái R3. Hiểu không? Tại vì cái dòng mạch chính nó tỉ ra hai nhánh, nhánh qua R1, R2 và nhánh qua R3. Như vậy các em lấy dòng mạch chính, các em trừ đi dòng qua R3 thì các em sẽ tính được cái dòng qua R2 thì bằng 0,05 ôm. Rồi vậy có được I2 rồi thì mình sẽ tính được cái UAN. Vậy là UAN chính là bằng I2 nhân R2 luôn. Đây, AN này. Chờ, nhà nữa. AN chính là U2 đó. I2 là bằng 0,05 nhân R2 là bằng 4. Chờ. Vậy là 5,4,20 chia 100 là 0,2 V. Rồi có được này rồi, tiếp theo thầy tính UNB. UNB thì bằng Y4 nhân R4. Cái này có nhiều cách làm lắm nha, chứ không phải một cách đâu. Y4 nhân R4, Y4 thầy tính nãy bao nhiêu? Y4 chính là dòng mạch chính đó, là 0,2 nhân R4 là 4. Như vậy là bằng 0,8. Chà, vậy chúng ta suy ra được gì? U của AN AB thì nó bằng UAN cộng UNB bằng 0,2 cộng 0,8 bằng 1 V. Được chưa? Đó là một cách làm. Cách này thầy làm cũng hơi dài đấy. Tất nhiên có cách khác, rất là nhiều cách để các em có thể làm được. Chúng ta tính UAN bằng cách là các em lấy U ngoài, em trừ đi UAN cũng được, ra được U này. Nhưng vấn đề đặt ra mình cũng phải tính được cái dòng qua R2.
Làm sao tính được dòng R2 thì mới được. 16. Cho mạch điện như sơ đồ hình 24.3, biết R2, R3 khi K mở, vôn kế chỉ 6V. Các em chú ý là khi K mở mà vôn kế chỉ 6V có nghĩa là cái vôn kế là đo hiện thế mạch ngoài ở hai đầu của nguồn thôi nha. Khi K mở đó. Rồi, còn khi mà K đóng thì vôn kế là 5,6V. Khi K đóng vào thì 5,6V. Và ami kế lúc này chỉ 2A. Các em tính số động và điện trở trong của nguồn. Tính R1 và cường độ dòng điện qua R2 và R3. Đầu tiên là khi mà K mở, chúng ta chú ý này, K mở thì dẫn đến là cái U ở đây là U ngoài. U ngoài thì bằng E trừ cho Y nhân R trong. Nhưng vì Y bằng 0, vì không có nối mạch ngoài nên không có dòng điện, Y bằng 0. Y bằng 0 dẫn đến cái U ngoài này bằng E luôn. Chính là bằng cái số chỉ vôn kế là bằng 6V luôn các em. Đấy, được chưa? Chính là bằng số chỉ vôn kế. Tại mạch trong lúc này là khó K mở thì mạch nó không có dòng điện nên cái hiện thế này bằng 0. Tiếp tục là K đóng thì mình có được cái U ngoài lúc này thì mình sẽ tính theo công thức ha. Có số chỉ ami kế chính là dòng qua mạch rồi. Như vậy thì lúc này thì tính được cái U ngoài. Lúc này chúng ta có U ngoài khi ta đóng á, thì nó bằng E trừ Y nhân R trong. Tương đương. Chỗ này 5,6V này. Bằng E là 6V. Trừ Y nhân R trong. Trừ Y là 2 nhân R trong. Như vậy đến đây các em có thể tính được R trong. Chuyển qua đây nha. Trừ 2R qua thành 2R. Bằng 6 trừ cho 5,6 được 0,4. Như vậy thì CR được 0,2 ôm. Đó. Vậy là R trong là 0,2 ôm. Tập câu B. Các em tính R1 và cường độ dòng điện qua R2 và R3. Để tính được R1 và dòng điện qua R2, R3 thì chắc chắn là K phải đóng rồi. Bây giờ mình sẽ tính trong trường hợp K đóng á, thì dòng điện đi qua đây. Mình tính cái R tương đương trước đi. Được không? R1 chưa có. Trong khi R2, R3 có rồi, dòng mạch chính có rồi, vậy là mình sẽ tính được U trên đây. Mình sẽ tính được cái U hai đầu này. Sau đó mình lấy cái U ngoài, mình trừ U này, mình ra được U hai đầu này. Và mình đã có sẵn cái dòng đi qua R rồi, thì mình tính được R. Như vậy thầy sẽ tính cái R tương đương 2,3 trước đi. Chúng ta có R2,3 thì bằng tích R2 nhân R3. Chia R2 cộng R3. 2 nhân 3 chia 2 cộng 3. 6 chia 5. 6 chia 5 là được 1,2V. Xin lỗi, 1,2 ôm. Rồi, có được điện trở rồi. Như vậy thầy sẽ tính được cái gì? Thầy sẽ tính được U23. U23 thì bằng Y9 nhân R23. Y9 là bằng 2. Khi K đóng, R23 là 1,2. Như vậy nó bằng 2,4V. Từ đây mình sẽ tính được UR1 thì bằng U ngoài. U ngoài là U của vôn kế đó, đúng không? Tại lắp bằng ngoài là 5,6 đó. Trừ Y nhân trừ cho U vôn kế, mình trừ đi chứ U23. U vôn kế là 5,6 trừ cho 2,4. Yeah. Thì bằng là 3,2 vôn. Như vậy thầy tính được cái dòng qua R1 là Y1. Thầy tính được cái R1. R1 thì bằng U chia Y, bằng U1 trên Y1. Là bằng 3,2. Chia Y1 là dòng mạch chính luôn, là bằng 2 luôn. Vậy là bằng 1,6 ôm. Đấy. Đó là R bằng 1,6 ôm. Như thầy đã nói rồi, cái này rất là nhiều cách làm nha. Vấn đề cái tư duy em làm như thế nào để em chọn ha. Rất là nhiều cách làm. Rồi, chúng ta ra được cái R1 rồi. Bây giờ mình tính cường độ dòng điện qua cái R2 và R3. Khi mình có được cái dòng với R2A rồi, dòng qua R2 và R3 cũng khá đơn giản. Mình đã có được cái U23 rồi. U23 vừa nãy mình tính ra bao nhiêu? U23 mình tính ra là bằng 2,4V rồi.
bằng 2,4 V, nó chính là bằng U2 bằng U3 đó các em, song song mà U nó bằng nhau. Như vậy thầy sẽ tính được cái dòng qua R2 là bằng I2 bằng U2 chia R2 bằng 2,4 chia cho R2 là bằng 2 thì sẽ bằng 1,2 A. Thì suy ra cái dòng qua R3 chính là lấy tổng dòng tổng là 2 mà trừ cho 1,2 thì sẽ bằng 0,8 A. Đấy, rồi xong. Chúng ta qua câu số 17. Xúc động của nguồn điện là 12 V, tính công của lực lạ làm dịch chuyển lượng một cái lượng điện tích là 0,5 coulomb bên trong của nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó. Thì các em dùng công thức thôi, cái bài này rất là đơn giản. Chúng ta có công của nguồn điện chính là bằng E nhân cho Q ha. E là 12 V nhân cho 0,5 thì bằng 6 joule. Hai mươi bốn chấm 18, một ắc quy số vận động E bằng 6 V sản ra một công A là 360 J khi ắc quy phát điện trong thời gian 5 phút. Tính lượng điện tích dịch chuyển trong ắc quy, tính lượng điện tích dịch chuyển trong ắc quy. Thì bây giờ mình sẽ tính cái quy trước đây, mình có A và E rồi. Như vậy chúng ta từ công thức là E bằng A chia quy nên thì sẽ được cái quy sẽ bằng A chia E. 360 chia cho E là 6. 366 được 60 coulomb. Thời gian 5 phút ha, thời gian 5 phút. Vậy là chúng ta sẽ có là gì? Tính điện lượng rồi. Bây giờ mình tính là tính cường độ dòng điện I. Thì từ công thức là I bằng Q chia T. Như vậy mình có là Q là 60 rồi. T là 5 phút. Là 5 nhân cho 60 bằng 1/5 là bằng 0,2 A. Câu 19. Một bộ ắc quy đầy điện có thể cung cấp nguồn dòng điện là 4 A liên tục trong 2 giờ. Thì phải nạp lại, sau 2 giờ nó hết điện và phải nạp lại. Tính cường độ dòng điện mà ắc quy này có thể cung cấp liên tục trong 40 giờ thì phải nạp lại. Tính cường độ dòng điện mà ắc quy này có thể cung cấp. Bây giờ ở đây là cung cấp 4 A rồi thì trong 2 giờ, vậy là cái cường độ là bao nhiêu thì chúng ta có thể cung cấp trong vòng 40 giờ. Ở đây các em có thể hiểu rằng ắc quy này được nạp điện đầy thì nó tích một cái điện lượng là bao nhiêu, em tính ra. Ở câu A mình tính điện lượng Q trước đi. Q thì bằng I nhân T. Như vậy sẽ bằng 4 nhân 2 thì bằng 8 A giờ. Nếu mà các em muốn đổi sang coulomb thì em phải chuyển nó về giờ thành giây thì mới ra được coulomb nha. Ampere giờ phải đổi về giây, ampere nhân giây mới ra coulomb. Ở đây thì để đơn vị ampere giờ. Như vậy với Q này là 8 A giờ, chúng ta sẽ áp dụng cho điều kiện là thời gian là 40 giờ thì chúng ta sẽ có y phẩy là bao nhiêu. Như vậy là y phẩy thì bằng Q chia cho T phẩy là 40 giờ. Không, là bằng 8 chia T phẩy là 40. Chưa? Bằng 1/5 với là 0,2 A. Nghĩa là nếu mà cái dòng điện mà nó nạp là cho cái một thiết bị nào đó là 0,2 A á thì chúng ta sẽ thấy rằng sẽ nạp trong thời gian tới 40 giờ thì nó mới hết bình. Nha. Câu B. Cái dòng điện nó lớn hay nhỏ từ nguồn nó cung cấp là nó phụ thuộc vào cái mạch ngòi điện trở nó như thế nào. Nếu mà cái mạch ngòi mà điện trở nó lớn á, thì cái dòng điện cung cấp nó sẽ nhỏ. Do đó những cái thiết bị mà nó có thể là tiêu tốn năng lượng lớn, nếu mà cái thiết bị đó có điện trở nó quá nhỏ đi thì dẫn đến cái dòng điện nó sẽ phát ra rất là mạnh, vì thế mà nó sẽ nhanh hết bình. Giống như trường hợp mà các em bóp kèn quá nhiều á, các em đi xe mà máy mà các em bóp kèn nhiều á thì nó rất là hao bình, bình rất là nhanh, xuống rất là nhanh, tại vì nó là đổ mạch mà mình bóp vào nó đổ mạch, vì thế mà nó rất là tiêu tốn rất là nhiều năng lượng của bình khi mà chúng ta bóp kèn. Đặc biệt là chúng ta bóp liên tục nha, chúng ta bóp nên chúng ta bóp nhấp sao cho đừng để đổ mạch quá nhiều. Tính số động của ắc quy nếu trong thời gian hoạt động trên đây, nó sinh ra một công là như đây. Bây giờ mình tính số động ha, nó sinh ra một công như đây. Tính số động ắc quy nếu trong thời gian hoạt động trên đây, nó sinh ra công này. Cũng là thời gian ở trên đó, chúng ta sẽ có là số động E sẽ bằng gì? Bằng A
chia quy, quy là không đổi rồi. A là 172,8 ngàn, nghĩa là mình sẽ chuyển về joule là mình nhân 1 ngàn ra joule luôn. Chia cho quy, quy là chúng ta tính ở trên đó. Nhớ này là volt thì các em chú ý là quy là coulomb, A phải là joule, chứ không thay vô là sai nha. Bây giờ mình thay cái quy là coulomb vào. Cái quy là 8 ampere giờ là 8 này. Là ampere giờ là mình ở thành 3600. Đấy thì nó mới ra. Nó mới ra là gì các em? Là joule nha. Ra coulomb nha. Đấy, cổ cái giờ đổi ra là 1 giờ là bằng 3600 giây đó. Như vậy thì bấm như sau. 172,8 nhân 1000. Nhân 1000 sau đó chia cho 8 nhân 3600. Chúng ta ra được là 6 ha. Vậy nó sẽ bằng 6V. Đó là xúc động nguồn điện. Cảm ơn các em theo dõi video này nhé. Thân mến chào các em.